Nguyen Vu Phong. Điều mà tôi đã nói để trở nên hoàn hảo với Vu Phong trong trận này là bàn thắng. Và anh đã làm được. 47 vừa nâng tỷ số lên thành 7-1. Đối thủ môn Ronny 3. Đỗ Vinh. Tất nhiên. Nhưng cũng phải nói tới việc có mặt rất kịp thời và đầy kinh nghiệm của Nguyễn Vũ Phong, hoàn toàn không có lỗi gì trong tình huống này và bàn thắng cho đội tuyển Olympic Việt Nam là hợp lệ. Rất nhanh. Dứt điểm. Trong đội hình của đội tuyển Olympic Việt Nam. Cái tỷ số là 1-0 cho các cầu thủ Olympic Việt Nam. Một tình huống xử lý rất bất ngờ của Nguyễn Vũ Phong, và trong pha xử lý vừa rồi thì thủ thành số 1 của Olympic Oman là An Alawi đã phải vào lưới nhận bóng. Một sự khởi đầu không thể tốt hơn cho các học trò huấn luyện Mai Đức Chung. Bàn thắng ngay trong những phút đầu tiên, và đó là một sự khởi đầu không thể tuyệt vời hơn dành cho các thủ áo đỏ. Có lẽ là An Alawi đã bị bóng. The defender, but nevertheless, good play from Malaysia, but Safi Sally unable to capitalise. And they're on the back foot here, Malaysia, as Vietnam look to break forwards! And they've scored! Well, just while they were making a substitution, Tak Bokan has come off. That means absolutely nothing, because the ball has found the back of the net, and Vietnam find themselves 2-1 up. Again, you have to ask questions about Mohamed Helmy in goal. It looked as though it went straight through him, and it was the substitute, Nguyen Vu Phong, who cut inside. This game, that's the big question on everybody's lips, because this would open up Group B to see who will go through with Viet, with the Thailand. Can you believe a comedy of errors? I cannot believe Mohamed Helmy has come, he's stopped, and the ball has bounced over his head. I couldn't believe what I just saw there, PJ. You don't see what we have just seen in the last 60 seconds of this game. An indirect free kick that's been given in the box for Malaysia to score. Then Helmy coming off his goal. And I agree with that.
There's a couple more white shirts are getting forwards, and a chance and a goal. Coming in from the wing is Nguyen Vu Phong. Well, that has stunned Peter Reid and his Thai team. What a fantastic ball whipped into that near post, but the marking was woeful from the Thais, and ghosting in was Nguyen Vu Phong, who heads it in, and what a finish that was. Lee Tan Thai it was. Đã xử lý rất cao đường truyền của Minh Châu. Việt Cường, Việt Thắng, vẫn là Việt Thắng. Phát đi bóng về bất ngờ. Đội tuyển Việt Nam đã cho thấy được sự tiến bộ vượt bậc của mình. Tất cả những sự điều chỉnh, những sự tăng cường nhân sự để tận dụng việc hơn người của bên phía Liban đều không mang lại hiệu quả. Và đội bóng Tây Á đã bị sập bẫy phòng ngự phản công của đội tuyển Việt Nam. Người ghi bàn thắng thứ ba cho Việt Nam là Vu Phong, nhưng trước đó phải kể đến công rất lớn của Việt Thắng với một nỗ lực tuyệt vời từ cánh phải. Lại một lần nữa, hàng phòng ngự của Liban đã bị tan vỡ hoàn toàn. 也是预示 今天我们在边路的进攻会更加的犀利，先看这球，又出了防守，出现了失误，越南队的单刀球打门，球进了。上半场比赛进行到11分钟的时候，越南队的第一次破门也，第一次攻门也破门得分了，中国队的防线再一次出现了业余的失误，连续被对方这么轻松的就趟过去了。对。 进球的是他们的17号队员阮宇峰，所以现在以中国队啊，中卫组合、后卫组合不失球真的是太困难了，这种失误确实显得有点太业余了。其实，在局部地区再看一下，我们是以多防少，我们是造越位出现的失误。 Lurik hay Bukasmir chỉ chờ những quả đá phạt góc như thế này. Rất tốt. Trọng Hoàng có thể có được những khả năng chiến đấu tốt như thế này. Cú công! Chúng ta đã trừng trị đối thủ bằng một đòn phản công.